Một quả dưa hấu chín bề mặt cắt không dễ bị nứt. Không hay mình phải là phân số dưa hấu của các bạn. Các bạn cắt thành 3 phần như mình nhé. Cắt dưa vào hộp rồi rằng lấy phải để vào ngăn đông lạnh. Lấy 100 gram dưa và trộn với công thức sau. Rồi đun lửa nhỏ và khuấy đều cho đến khi kho mai tan chảy hoàn toàn và bắt đầu để nguội. Đổ 250ml kem tươi vào rồi mới đánh cho nó tới, rồi đổ phô mai nguội vào cuối cho đều. Xay dưa hấu cả đông lạnh do hơi cứng nên bạn phải xay lâu. Xong cho đều vào một phần góc rồi đổ đầy phô mai vào. Góc nước đẹp quá nước miếng sắp chảy ra rồi. Ta khuấy đều rồi bột sữa phô mai dưa hấu và thấy sảng khoái và ngọt.